có số dành 338 Thái Đào Trúc Giang. Ta cũng xin trân trọng kính mời lên sân khấu Hoa hậu thần tượng doanh nhân bà Nguyễn Thị Minh Châu, ông Nguyễn Hữu Hòa, CEO and Founder của Phường Hoa Flower, cùng với ông Huỳnh Minh Quý, đại diện nhà tài trợ giày thời trang Jeremy sẽ tiến lên sân khấu để trao giải Á hậu 4 cho Thái Đào Trúc Giang. Và ngay khoảnh khắc này đây, xin chúng ta hãy dành một tràng pháo tay thật lớn hơn nữa để chúc mừng cho Á hậu 3 Miss Ocean Việt Nam 2023, Võ Thị Tuyết Nhi. I will answer by Vietnamese. Tôi tin chắc rằng trong cuộc sống của chúng ta, ai cũng có một ước mơ, một khát khao để đạt đến những cái điều mà mình mong cầu trong cuộc sống. Tôi vẫn nhớ rằng khoảng thời gian Covid 2019, tôi là một tình nguyện viên, tôi có cơ hội được tham gia vào các hoạt động bảo vệ môi trường. Đồng thời, tôi vẫn nhớ là khoảng thời gian lúc đó, tôi được cống hiến giá trị của mình và giúp đỡ cho những trẻ em có hoàn cảnh khó khăn vào dịp cuối năm 2019. Cuối năm Covid 2019 thì tôi có tham gia một hoạt động từ thiện và lúc đó thì tôi có gặp một bạn thí sinh. Tôi có gặp một bạn trẻ em mồ côi thì bạn đó chia sẻ với tôi rất là nhiều điều về cuộc sống. Bạn đó có khát khao, có ước mơ, có niềm tin trong cuộc sống, nhưng bạn đó bị mắc một căn bệnh ung thư phổi. Thì tôi nghĩ rằng ung thư phổi là một trong những nguyên nhân ảnh hưởng của môi trường, bởi vì môi trường ô nhiễm, môi trường biển ô nhiễm và nước
môi trường biển ô nhiễm và nguồn nước bị ô nhiễm là một trong những tác nhân, những nguyên nhân gây nên tình trạng ung thư. Và tôi nghĩ rằng chúng ta nên có những hành động, những thái độ tích cực bảo vệ môi trường, ý thức hơn về hành động của mình. Và tôi hy vọng sáng ngày hôm nay tôi có thể trở thành Tân Hoa Hậu Đại Dương Việt Nam 2023 để lan tỏa những thông điệp, những giá trị tích cực về bảo vẻ môi trường, đồng thời có thể sẻ chia với những hoàn cảnh khó khăn trong xã hội. Tôi xin cảm ơn. So I still remember vividly in the end of COVID-19 2021, I had the chance to attend my ability for organization and have people living below the poverty line. And at the time I met a girl, she has a cancer inside, and she cannot achieving her dream because that's cancer. And actually I believe that the dirty water, it was of the first reason that's come to the cancer of people. And you know that dirty water, that we kill thousands of seabirds and sea animals, that's very negative effect for environment, especially for environment in Vietnam. And in this morning, I really hope that I can become Miss Ocean 2023 to raise some positive energy and rotate for environment. By my title, I will do whatever that I can do in order to help children, sharing with them in the best of my life. Thank you so much. Cảm ơn. In this moment, I'm in top three. This moment is I'm proud of me and happy because I don't have any experience in this beauty competition. But now I'm in top three and I'm proud of me. Thank you. Chính xác thì đây là khác mà em cảm thấy là tự hào và hạnh phúc đối với bản thân, vì trước đây em chưa bao giờ tham gia vào các cuộc thi sắc đẹp nào kiểu như là lớn như vậy. Thực ra thì đây là khoảnh khắc mà em cảm thấy rất là tự hào vì mình đã trong top 3 của Miss Ocean 2023. Thank you. Cảm ơn bạn. This year, for the first time in my 20 years of existing, I saw my mother cry. I'm at the age where she decided that I was ready to finally hear and understand her life story. She was a young girl, 16 years old, moved to the United States, and yet she was still able to raise a family and create a career for her own. I've always seen my mom as such a strong, driven powerhouse, and I think it took me a second when I saw her cry to realize that she's that strong because she does know pain. Sorry. My mom has always taught me to persevere through adversity, and that is the reason why I'm able to stand up on the stage today. This moment means a lot to me because I'm here, not for my only just for myself or to just be Miss Ocean, but to make my mother proud because this is an opportunity she never got to have. Mom, I'm very proud of you, and you were all I needed growing up. Thank you for listening. Cảm ơn bạn rất là nhiều. Và thưa quý vị,
Có lẽ là Hoàng Kim sẽ khó lòng có thể dịch sát nghĩa nhất câu trả lời này đến từ bạn thí sinh 008. Và Hoàng Kim hy vọng rằng là Miss Megumi Wilson có thể hiểu trọn vẹn những gì mà cô ấy đã truyền tải trong sự xúc động của mình. Miss Megumi, I can hardly translate what she exactly expressed in her interview section, and I hope you fully understand what emotions that she's carrying in mind. I'm very proud of you, and you were all I needed growing up. Thank you for listening. Cảm ơn bạn rất là nhiều. Và thưa quý vị, có lẽ là Hoàng Kim sẽ khó lòng có thể dịch sát nghĩa nhất câu trả lời này đến từ bạn thí sinh 008. Và Hoàng Kim hy vọng rằng là Miss Megumi Wilson có thể hiểu trọn vẹn những gì mà cô ấy đã truyền tải trong sự xúc động của mình. Miss Megumi, I can hardly translate what she exactly expressed in her interview section, and I hope you fully understand what emotions that she's carrying in đủ trọn vẹn như là khi các bạn còn đang ở nhà của mình ạ. Và tôi cũng tin chắc là một điều, khi mà đến với bất kỳ một cuộc thi sắc đẹp nào, và đặc biệt hơn là Miss Wilson Việt Nam 2023, thì các bạn sẽ có được những kỷ niệm khó quên. Bởi vì có thể chúng ta là những người xa lạ, khi mà vào nhà chung, khi mà gặp nhau tại những vòng thi, chúng ta mới trở nên quen biết nhau, chúng ta mới trở nên có những tình cảm thân thiết với nhau hơn, chúng ta cùng giúp đỡ nhau trong cuộc thi, và thậm chí là chúng ta sẽ trở thành những người bạn thân thiết của nhau sau cuộc thi ngày hôm nay, để cùng với nhau bước tiếp trên con đường nghệ thuật. Chúng tôi, những người cầm mic để chia sẻ những thông tin đến tất cả quý vị, để xướng tên những ngôi vị bắt số vô danh sẽ đạt được ngôi vị Á hậu 2 của Miss Ocean Việt Nam 2023. Thí sinh có số vô danh 763 Vũ Dương Quỳnh Như. Xin trân trọng kính mời lên sân khấu Dr. Sam và Thi Ái Hồng Trâm, Hoa hậu Hợp chủng quốc Hoa Kỳ, cùng với siêu mẫu Lan Khuê, CEO Miss Universe Việt Nam sẽ tiến lên sân khấu để trao phần thưởng cho Á hậu 2 của Miss Ocean Việt Nam 2023. Thưa quý vị, như vậy là Á hậu 2. Hãy dành một tràng vỗ tay thật lớn hơn nữa để chúc mừng cho Á hậu 2 của Miss Ocean Việt Nam 2023, Vũ Dương Quỳnh Như, số báo danh 763. Xin được trân trọng cảm ơn bà Di Ái Hồng Trâm, và xin được trân trọng cảm ơn siêu mẫu Lan Khuê. Chúc mừng bạn đã đạt được ngôi vị Á hậu 2 của năm 2023. Tiến về sân khấu để công bố ngôi vị Hoa hậu Đại Dương Việt Nam 2023. Thưa quý vị, trước hết là xin quý vị cho một tràng pháo tay nồng nhiệt cho hai MC của chúng tôi đã đến đây suốt một buổi trời nắng để mà vẫn còn năng lượng để nói. Hơn lúc nào hết, có lẽ đây là thời khắc rất là đáng nhớ của cuộc thi Miss Ocean Hoa hậu Đại Dương 2023. Và tôi rất vinh dự sẽ được là người xướng tên chủ nhân của vương miện năm 2023 ngày hôm nay, đồng thời cũng là người sẽ đặt tên mà mọi người cũng biết rồi cho Á hậu 1. Và trước khi tôi đọc tên thì tôi cũng xin MC mời tất cả những người sẽ trao sát cùng lên đây, chứ để không lúc đó rung quá mọi người rớt té lên nữa. Dạ vâng, và chúng tôi cũng xin được trân trọng kính mời lên sân khấu nhân của vương miện đáng giá của Hoa hậu 2023 mang số báo danh, dạ có số 8. Chị ơi, đừng có lóng nè. Mang số báo danh 338 Trần Thị Thu Uyên. Và
xin trân trọng cảm ơn. Xin được chúc mừng cho Trân Thị Thu Huyên và Lâm Kiều Anh. Xin được chúc mừng cho cả hai bạn. Và ngay bây giờ chúng tôi sẽ được trân trọng kính mời bà Đường Thu Hương, nữ hoàng đại dương, và là chung nhân sẽ trao danh hiệu Á hậu một cùng với Miss Megumi Wilson, Miss Universe Japan 2022 Center One. Cùng với doanh nhân Lệ Hằng sẽ cùng trao chiếc vương miện danh giá này đến cho Á hậu một của chúng ta. Quý vị, như vậy là danh hiệu Á hậu 1 Miss Ocean Việt Nam 2023 đã gọi tên Lâm Kiều Anh, số báo danh 008. Và giải thưởng dành cho Á hậu 1 là vương miện, hoa, sét bằng chứng nhận voucher trị giá 300 triệu đồng của Bệnh viện Thẩm mỹ Á Âu và tiền mặt trị giá 100 triệu đồng. Thưa quý vị, chúng ta hãy cùng dành một tràng pháo tay thật lớn dành cho Á hậu một của Miss Ocean Việt Nam 2023. Congratulations to Lâm Kiều Anh. Thank you, Ms. Megumi Wilson. Và thưa quý vị, và tiếp theo, để trao danh hiệu Hậu, chúng ta xin mời được lên sân khấu ngay lúc này đây, Hậu đại dương Việt Nam 2017, Lê Âu Ngân Anh. Chúng ta sẽ được trân trọng kính mời lên sân khấu bác sĩ Phan Thanh Hào, giám đốc Bệnh viện Thẩm mỹ Viện Á Âu. Xin một tiếng lên sân khấu ạ. Đại dương Việt Nam 2017, Leo Ngân Anh sẽ trao quyền trường cho Tân Hoa Hậu. Và ngay lúc này đây, ông Võ Việt Dương đang trao sát và vương miện cho Tân Hoa Hậu Đại dương Việt Nam 2023 cùng với bà Đường Thu Hương, trưởng ban giám khảo. Vương miện của Hoa hậu đại dương Việt Nam 2023 đã chính thức thuộc về Trân Thị Thu Huyên. Các bạn, chúng ta có thể có một vòng tay thật lớn hơn, thật dài hơn dành cho Tân Hoa hậu đại dương Việt Nam 2023 được không ạ? Một lần nữa chúng ta sẽ được chúc mừng cho Tân Hoa hậu đại dương Việt Nam 2023 Trân Thị Thu Huyên. Thưa quý vị, và đây là đây là giây phút thiêng liêng và trang trọng cảm xúc đã tạo nên sự hành trình mới của Tân Hoa hậu đại dương Việt Nam 2023, hành trình của tri thức, tình yêu và trách nhiệm, mang đến những giá trị tích cực cho cộng đồng để góp tiếng nói và chung tay phát triển xã hội luôn ý thức xây dựng và bảo vệ môi trường. Chúng tôi cũng rất trân trọng kính mời bà Nguyễn Thị Ngọc Anh là nhà tài trợ đồng quyền vương miện trang sức và quyền trưởng cho Hoa hậu đại dương Việt Nam 2023 sẽ cùng tiến lên sân khấu. Sứ mệnh của bạn khi đội lên đầu trước quý vị, các bạn sẽ lan tỏa nhiều hơn đến với cộng đồng, đến với tất cả chúng ta. Hãy thêm kiến thức trong việc bảo vệ môi trường để xây dựng một môi trường xanh, sạch và không ô nhiễm. Thank you.